nhà mất trộm, chuyện nhỏ của công an, chuyện lớn của dân. Nhà tôi bán hàng nhiều lần bị mất trộm đồ, sau đó lắp camera thì phát hiện người hàng xóm hay lấy trộm. Giá trị tài sản tuy mỗi lần không lớn nhưng tôi đã kêu ra nói chuyện rồi, nhưng người này không sợ. Tôi làm đưa lên công an phường thì công an phường bảo việc nhỏ tự giải quyết, vậy nhờ luật sư tư vấn tôi nên làm thế nào cho đúng. Bạn đọc Nguyễn Minh Châu, Hải Dương gửi câu hỏi cho luật sư nhờ tư vấn. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Thạch, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau, trả lời trên báo Tuổi Trẻ. Căn cứ vào điều 144 và điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì khi cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì có thể tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền là lực lượng công an cấp xã, phường, thị trấn. Trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền là phải tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời và không được phép từ chối tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm. Việc công an phường nơi bạn từ chối và cho rằng đó là việc nhỏ tự giải quyết, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên là công an cấp quận về việc từ chối của công an địa phương. Tuy nhiên, để có thể giải quyết hiệu quả, bạn cần cung cấp các chứng cứ kèm theo băng ghi hình sự việc trộm và các tài liệu chứng minh công an phường từ chối giải quyết. Chúng ta thấy rằng trường hợp như một người ở Hải Dương phản ánh, người có thể là chưa đầy đủ và không đủ thông tin, dữ liệu để chúng ta đánh giá việc này là công an phường thiếu trách nhiệm hay là họ có một cách giải quyết gì khác. Thí dụ như là thương lượng mà người này không chịu, không đồng ý. Tuy nhiên, tình trạng trong sinh hoạt của người dân có những việc như bị mất trộm, của mất trộm có thể không lớn nhưng gây nên sự bực bội, và nếu để họ tự giải quyết với nhau thì rất nguy hiểm. Cho nên công an phường, xã, thị trấn cần tiếp nhận một cách linh hoạt, giải thích đầy đủ về pháp luật và giúp người dân tương trình nộp các chứng cứ để làm cơ sở ban đầu để công an, cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Nếu công dân thấy rằng công an địa phương thiếu trách nhiệm thì có thể làm đơn lên cấp trên như luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch hướng dẫn, hoặc khiếu nại nơi thanh tra của công an quận huyện, nơi công an phường, xã, thị trấn mà công dân đã đến tố giác tội phạm nhưng họ không tiếp nhận và khiêu lệch chuyện nhỏ. Và chúng ta đang có một thời gian tình trạng tạc sơn vào nhà người dân đòi nợ thuê cũng được các công an cơ sở nói là chuyện nhỏ và khuyên là người dân trở về làm từ trên và chờ, và họ cứ chờ tiếp tục bị tạc sơn nữa. Sau đó Bộ Công an có chủ trương xem đây là tội phạm xã hội mang tính chất nghiêm trọng và phổ biến, cho nên đã chỉ đạo. Do đó những tin báo lỗi này hiện nay đang được, và thời gian qua được giải quyết một cách tích cực. Và chúng ta thấy rằng có những điều chuyện trong cuộc sống vì cơ quan địa phương không hòa giải, không giải quyết thấu đáo kịp thời ngay từ ban đầu, và dẫn đến mâu thuẫn đôi khi xảy ra án mạng. Vẫn thấy rằng rất nhiều án mạng rất vô lý vì những mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống, mà nếu công dân có ý thức trách nhiệm đến trình báo cơ quan chức năng và cơ quan chức năng nhiệt tình có trách nhiệm thì không xảy ra những trường hợp thương tâm như vậy.